Ngay khi mới bước chân lên Côn Đảo trong chuyến khảo sát về loài rùa biển, nhóm làm phim chúng tôi đã được chứng kiến vẻ đẹp của buổi bình minh trên quần đảo này. Một ngày mới đang đến như báo hiệu nhiều điều thú vị còn chờ ở phía trước. Đối với chúng tôi, tất cả đều là những điều mới mẻ, ngay cả những hoạt động thường nhật của các cư dân nơi đây. Không giống như những thị xã hay thành phố lớn, nhịp sống của cư dân Côn Đảo khá chậm rãi và phần nào đó thanh thản đến thật dễ chịu. Có thể điều đó thể hiện tính cách của cư dân nơi này, nơi mà không gian của cuộc sống hiện đại với quá khứ lịch sử dường như không có ranh giới rõ rệt. Cùng với những di tích lịch sử còn lại dường như nguyên vẹn, thì ở trên các đoạn đường của Côn Đảo còn có khá nhiều tấm bảng giới thiệu về các loài động vật quý hiếm, trong đó có rùa xanh, loài động vật mà chúng tôi đang muốn tìm hiểu kỹ. Để thực hiện mục đích đó, chúng tôi tìm đến Vườn Quốc gia Côn Đảo, nơi tập trung nghiên cứu và thực hiện bảo vệ môi trường sống cho những loài động vật biển ở Việt Nam. Nằm trong khuôn viên khá rộng, lại bao gồm cả hoạt động của hạt kiểm lâm, nên phạm vi hoạt động của Vườn Quốc gia Côn Đảo là tương đối rộng rãi. Theo các chuyên gia về bảo tồn biển Việt Nam, thì nguồn tài nguyên sinh vật sống ở Côn Đảo thuộc vào dạng giàu có và đa dạng nhất ở Việt Nam. Loài rùa xanh được tập trung nghiên cứu tại đây bởi những đặc tính sinh học riêng biệt, cũng như nguy cơ tuyệt chủng đang đe dọa trên khắp thế giới. Đây là loài rùa được phát triển từ các loài rùa sống ở đầm lầy, rồi di chuyển dần vào môi trường.